Cây này mới thay 2021 á, 11 hả? 11. Cây này cây mới luôn á. Cái này cũng mới thay mà. Mới thay hai được 10 năm. Được 10 năm. Nhanh thôi. Sao nó mò hư dữ vậy? Chứ như nó nhà mình bắt cái cột cây và cái keo cái màu u đồ mình xài. Hai được năm. Lên gắn bóng đèn mới biết, nếu không là không biết rồi. Không biết là cây này, cái cột này, đầu cột nó bị mục rồi. Nhờ ý sư lên biết, nếu không là cũng nguy hiểm quá. Nó nặng lắm á. Cây này mục rồi, cái cây trong trống ở chính giữa đó. Cái cây đó nó bị xé luôn. Xé luôn hả? Bị nứt từ đó ra, từ nửa đầu này nè. Nó nứt ra nửa cây luôn. Rồi tính sao? Rồi tính cây đó thay luôn không chứ? Cây bên đây là cây xiên bên ngay bóng đèn trắng ở đây nè, không bị nứt luôn. Nứt ở đúng rồi. Cây này nứt rồi cây này nứt. Nếu lỡ làm mình báo cáo bên cấp trên rồi, nếu làm nước chấp giờ mới làm này là cũng mệt lắm á. Dạ. Nghe nói Phật giáo mà Hà Nội việc mới làm. À đúng rồi. Cái này tại cái chùa này, chùa di tích lịch sử cấp quốc gia. Dạ. Cả ngàn năm rồi đó. 1031 năm. Dạ. Xây dựng 990. Giờ mình đào cái đài, nó chuẩn bị mình để cái đó, cái đế đó xuống hay sao? Mình đào mình giờ cái đế xuống. Ừ. Đặng mình lên cái cột kia. Ừ. Đặng mình hạ cái cột này xuống rồi mình mới cắt mộng rồi ngàm rồi cho nó theo cái cột kia rồi mình đưa lên lại. À. Cái ngàm này sao ta? Không biết ngàm cảnh nhóc hết. Còn cái ngàm vô này là mình thợ mình ấy thợ bên nào xuống nữa? Cái bên gỗ. Gỗ hả? Dạ. Có gì bên sắt không chỉ hỗ trợ. Sắt hả? Không bên sắt không chỉ hỗ trợ chống thôi. Sau đầu xuống sâu khoảng 5 tấc á. Bắn luôn này đi nè. Ủa cây mình này cây bên đây mình chổi cái chỉ chổi một cây này nó chịu nổi không ta? Dạ. Cái sắt này nè. Được, được cái đó không có nặng bao mấy. Ừ, ở dưới này nó có cực làm rồi. Dạ. Cây đó không chỉ chổi hở cái cây cạo thôi. Cây đó chỉ hở thôi. Hở đến đây là đó. Dài quá nó chặn lại hết rồi. Mình chỉ hở cái kèo đó thôi. Không có chưa kìa.
chưa chọn 2 cây rồi. Luôn đây cái một nè cái này luôn đó đi so so ở đó một nè thằng gì bây giờ cái đầu cột nó bây giờ lấy ra giờ nó mục hết rồi. Còn cái bìa gì đó? Bìa với hả? Nó ăn cái đó là nó có mối không? Nó thấy mối không? Hả? Mối nè. Mối hả? Mối nè, nó tươi nè. Ồ mối nó qua chợ nó ở. Qua. Dạ, hồi nãy vừa xưa lên dùng cơm dạ. Lên dùng cơm không được quay đó, nó mục nó mục hết rồi mục hết rồi cái này đâu có xài gì nữa từ đâu có còn gì nữa củi cũng được nữa củi hả ừ củi được được hả à. Nấu được nồi cơm không ủa giờ sức nè cây cây chánh điện nè vừa nó mục hết trơn ô quá trời. Ủa đâu có gì đâu. Quá ha. Ừ. Ủa có chừng mà chắc phải kiểm tra mấy cột nữa. Chắc nó một chiều lắm á. Quá trời ơi. Ừ. Ôi da. Cái này cái đi với cái gì không? Cái cột nó mục hết trơn. Mục hết rồi. Không còn gì hết luôn á. Từ cái từ ngọn tới đế luôn, luôn. Hả? Một hết rồi. Dạ. Qua. Không nghĩ ra là nó bục tới cỡ này. Ừ. Mối cho già ông thầy luôn. Trời ơi đụng vô cái xe cũng làm rộp 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 ở trọng. Nó sợ nó đưa vỏ lan vô cột sợ nó gãy ngang á. Ừ. Ghê thấy mẹ luôn. Ờ quá. Ô. Đi xí ơi. Ngọt. Ô. Ô. Mày ăn đi xí. Bị mọt ăn mối ăn đìa xí ở rồi thấy ở bên ngoài nó vậy đâu có vậy đâu mà rồi
mối mọt đia si đầm chơ đầm ta so bảo hia si bê chóng đọc khả lo hay khối ở hay bà mình bà cái miền bà xong là đặc phương đặc nếu mình đừng thao đầm ta so nó việc đó là biếp nâng khối ở ăn cả đạo nó chứng mà còn nó khối ở lý thiên đây là cái cột cái lỗ cột nó bị mục chánh điện thấy cái còn nguyên chỉ tượng mục ở bên phía trên nhưng mà nó mục và cái mọt nó ăn cả nguyên cây hết rồi. Nhi cái chia ta so và hia để chiên chỗ để bạn đặt cho hơi vừa phục cần đi và si vì bảo so là hốt một đò cần so mình lo hơi so nâng bảo so bài hi nô vật ăn cỏ cho bồ đấy vô cái miền cà trượt trôi miền cà khôi chờ đơn nâng vậy một so ta mũi bờ vậy ta so chờ đơn tiết ai khôi chờ đơn tam chiên đây cái lợn thù khăn lớ cái khinh đây là cái cột sáng nay ngày 27 tháng 11 năm 2021 thợ đã để những cái cột đã bị mục đã bị mối nó ăn từ đầu cột đến cuối cột luôn nguyên cái một cái cây cột ở phía trên này thì thợ vừa để cái cột như chúng tôi vừa quay cho các vị thấy cái đây là đầu cột bây giờ nó hư hết trơn rồi nó không còn gì nữa nó bị mục nó bị mọt hết rồi có thể những cái cây khác có thể còn hư nữa. Đây là sao? Đây là cái lỗ hay cái đế chánh điện chùa Ân vừa mới để cái cột do mục và mối nó ăn toàn bộ cái nguyên cái cột chánh điện chùa Ân. Đây là cái hố hay là cái lỗ của cái cột chùa Ân. Cứ chia đi để có nấu tờ so bảo hia để bán phúc mùi đàm nghĩ đi để có đi đồn ta đây đua đi nữa ui dù gì mà hơi đi này cần nông bà hè hoạt ăn đi nâng mà mình nó dù cả dù ấy. Đừng đồn ta mình đặt y thêm bị đám cò cho nó ven là mét .